Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa lũ ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh Liêu Ninh. Kính thưa quý vị khán giả, giới chức tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc Trung Quốc cho biết mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.600 hectare cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 12,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ. Mực nước tại 13 hồ chứa cỡ trung và 17 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút kéo dài từ đầu tuần đến nay khiến nhà chức trách tỉnh Liêu Ninh đã phải sơ tán gần 70.000 người trên toàn tỉnh. Trung Quốc nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với mưa lũ. Cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 4 tháng 6 đã nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với tình trạng mưa dông lên cấp độ 3 sau khi dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống các khu vực miền Nam nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo trong những ngày tới, các khu vực ở miền Nam nước này sẽ ghi nhận các trận mưa như chút. Ước tính, lượng mưa tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây và Chiết Giang có thể lên đến từ 100mm đến 200mm. Hệ thống cảnh báo ứng phó khẩn cấp với mưa bão của Trung Quốc có 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là cấp nghiêm trọng nhất. Trong bối cảnh mùa lũ chính trong năm nay ở Trung Quốc đã bắt đầu, Bộ Thủy lợi nước này đã hối thúc các cơ quan phụ trách thủy lợi địa phương tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với lũ lụt. Theo đó, những cơ quan này đã được yêu cầu theo dõi chặt chẽ lượng mưa, tình hình nước và lũ lụt, loại bỏ các rủi ro và những mối nguy hiểm tiềm ẩn, tăng cường cảnh báo sớm và dự báo để phòng ngừa lũ lụt. Bộ trên cho biết Trung Quốc bước vào mùa lũ chính bắt đầu từ tháng 6, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ trên các sông. Ngay từ đầu năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 138mm, tăng 9% so với cùng kỳ trong những năm bình thường. Số liệu của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy có tổng cộng 128 con sông tại 23 khu vực cấp tỉnh đã vượt quá mức báo động về lũ lụt. Kính thưa quý vị, hôm nay xảy ra 4 trận động đất ở Biển Đông, Huệ Châu mạnh 4,1 độ Richter, Hồng Kông phá kỷ lục. Hơn 10.000 người dân cho biết nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng. Mạng lưới động đất Trung Quốc thông báo rằng một trận động đất nông có cường độ 4,1 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm nay. Do đó, nhiều người ở Hồng Kông, nơi cách tâm trấn 92 km cũng thức dậy trong giấc ngủ của họ. Và hơn 10.000 người đã báo cáo cho đài quan sát. Nó đã phá kỷ lục về số người được báo cáo và cảm nhận được trận động đất kể từ khi đài này ghi lại kỷ lục vào năm 1979. Nhưng trận động đất không gây thiệt hại cho hai nhà máy điện hạt nhân ở vịnh Daya và Ao Linh, chỉ cách tâm trấn 50 km, mức bức xạ gamma ở mức bình thường. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, trong vòng 4 giờ sáng nay, 4 trận động đất nông đã xảy ra ở vùng biển Nam Trung Quốc. Trận động đất 4,1 độ Richter xảy ra vào lúc 2 giờ 48 phút sáng tại vùng biển huyện Huy Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, với tiêu cự sâu 25 km. Một trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ở quần đảo Philippines lúc 5 giờ 5 phút sáng với tiêu cự sâu 10 km. 4 phút sau, một trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra ở vùng biển phía nam Sumatra, Indonesia, phía nam quần đảo Philippines với tiêu cự 20 km. Nửa giờ sau, vùng biển tương tự đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter với tiêu cự 20 km. Trong số đó, trận động đất ngoài khơi Huệ Châu thu hút nhiều sự chú ý nhất của người dân Hồng Kông. Đầu tiên, trận động đất quá rõ ràng đến nỗi nhiều người cảm thấy nó. Theo dữ liệu từ đài quan sát, cường độ trận động đất là cấp độ thứ tư trong thang địa chấn Mentally đã sửa đổi, tức là cấp vật treo sẽ lắc lư, cửa ra vào, cửa sổ và bát đĩa sẽ rung lắc. Cư dân trong quận cảm thấy rung chuyển nhẹ kéo dài trong vài giây, đặc biệt là những người ở phía đông Hồng Kông. Tính đến 8 giờ sáng, đài quan sát đã nhận được hơn 10.000 báo cáo từ công chúng, nhiều nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1979. Trận động đất được báo cáo nhiều thứ hai ở Hồng Kông là trận động đất 4,8 độ Richter xảy ra ở Haiyuan, Quảng Đông. Hơn 5.000 người đã báo cáo cảm thấy trận động đất tới đài quan sát. Thứ hai là tâm chấn của trận động đất chỉ cách hai nhà máy điện hạt nhân ở vịnh Daya và Ao Linh là 50 km. Một số cư dân mạng lo ngại rằng nhà máy điện hạt nhân ở vịnh Daya, nơi tuyên bố có thể chịu được tác động của Mekali, đã được sửa đổi thang cường độ động đất sẽ bị ảnh hưởng.
Theo dữ liệu mức bức xạ theo thời gian thực ở Hồng Kông do đài quan sát cung cấp, số liệu trung bình được ghi lại bởi 12 máy theo dõi mức bức xạ gamma xung quanh ở Hồng Kông sau trận động đất ở trạng thái bình thường và ổn định. Trạm giám sát Đông Bình Châu ở Lĩnh Ao đã ghi lại tỷ lệ liều bức xạ gamma xung quanh trung bình là 0,09 microsievert trên 1 giờ vào lúc 3 giờ sáng, giống như liều lượng được ghi lại lúc 2 giờ sáng trước trận động đất, và lúc 3 giờ sáng 0,1 microsievert trong 1 giờ đã ghi lại giống như 2 giờ sáng. Các bài đọc vẫn không thay đổi tính đến 10 giờ sáng. Kể từ đầu năm nay, mạng lưới động đất Trung Quốc đã ghi nhận 95 trận động đất có cường độ 5 độ Richter trở lên. 10 trận trong số đó đã xảy ra ở cả hai bên eo biển Đài Loan. Mặc dù có những bình luận trên mạng cho rằng năm nay là năm dễ xảy ra động đất, nhưng vẫn chưa có tuyên bố chính thức. Quảng Đông đã trải qua một trận động đất lớn từ 7 độ Richter trở lên và hai trận động đất hủy diệt có cường độ 6 độ Richter trở lên. Thưa quý vị, trận động đất Na Ao ở Quảng Đông với cường độ chính xác là 7,25 xảy ra ở Shenyao, quận lỵ cũ của Nam Yao. Trận động đất này trở thành trận động đất có sức hủy diệt lớn nhất xảy ra ở nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc trừ tỉnh Đài Loan. Thành phố Thịnh Vượng ban đầu cũng bị phá hủy hoàn toàn sau trận động đất. Trận động đất Dương Gia ở Quảng Đông, trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra ở Dương Giang với tâm chấn là 5 km, làm sập hơn 10.000 ngôi nhà và các khu vực bị ảnh hưởng đến một số quận và thành phố ở Quảng Tây. Trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Haiyuan, Quảng Đông, một trận động đất hủy diệt xảy ra với độ sâu tâm điểm cũng vào khoảng 5.000 m và mức độ thiệt hại đối với khu vực động đất cực đoan và các ngôi nhà gần đó chủ yếu được biểu hiện dưới dạng nổ tung. Quảng Đông có thường xuyên xảy ra các trận động đất với cường độ nhỏ hơn. Chúng tôi đã đề cập rằng Quảng Đông có vị trí địa lý đặc biệt, bao gồm 5 vùng địa chấn. Mặc dù các loại động đất không chỉ giới hạn ở động đất kiến tạo, nhưng điều này đã cho thấy sự xuất hiện thường xuyên của các trận động đất với cường độ nhỏ hơn ở Quảng Đông là một hiện tượng bình thường. Nhiều người không hiểu rằng trên thế giới có hơn 5 triệu trận động đất xảy ra mỗi năm, nhưng không ít trong số đó sẽ gây nguy hại cho con người. Chúng ta có thể hỏi về tất cả các thông tin động đất xảy ra trên địa phận của Cục Địa chấn Quảng Đông. Khách quan mà nói, chúng ta có thể thấy từ thời điểm ghi lại tần suất động đất ở khu vực này không hề thấp, nhưng phần lớn nó quá nhỏ để chúng ta có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển, và chỉ những máy đo địa chấn mà các nhà nghiên cứu ngăn chặn mới có thể bắt được những trận động đất này. Trên trái đất có ít nhất hàng nghìn thiết bị đo địa chấn hoạt động không ngừng nghỉ để ghi lại tất cả các trận động đất đã từng xảy ra. Mặc dù trong lịch sử xảy ra hai trận động đất tương đối lớn này ở Quảng Đông đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, nhưng Quảng Đông thuộc khu vực tương đối ổn định nên khó có khả năng xảy ra một trận động đất tương đối lớn nữa. Các ghi chép về trận động đất trước đây đã giải thích vấn đề này. Ngay cả một trận động đất 7,25 độ Richter cũng không phải là khu vực hoạt động dân cư chính ở Quảng Đông. Nan Ao nằm ở khu vực giao nhau của mặt biển Phúc Kiến, Quảng Đông và Đài Loan. Đây là tình huống gần đúng. Tất nhiên chúng ta cũng có thể học hỏi từ vành đai động đất ở Quảng Đông. Có 5 vùng động đất lớn ở Quảng Đông. Đầu tiên là khu vực động đất Khoan San. Trận động đất lớn ở Nan Ao đã xảy ra trong khu vực này. Ngoài trận động đất 7,25 độ Richter được ghi nhận, còn có một trận động đất 7 độ Richter mới xảy ra vừa qua. Vì vậy, tương đối mà nói, ấy là khu vực động đất chính ở Quảng Đông. Nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là trận động đất 7,25 độ Richter. Vùng thứ hai là vùng địa chấn Haiyuan Shanggu. Vùng địa chấn này chúng ta gọi là vùng động đất mạnh 6,1 độ Richter. Vùng địa chấn gần như nằm trên đường của Liên Chuan, Ningyu và Ningyan ở Nam Tây và là cấu trúc địa chấn chính trong vành đai bên trong của vành đai địa chấn ven biển Đông Nam. Thứ ba là vành đai địa chấn Li San Chuan, phân bố theo hướng Đông Bắc, kéo dài từ trung tâm Phúc Kiến ở phía Bắc đến vùng biển phía Nam Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông ở phía Nam, đã xảy ra 5 trận động đất vừa và mạnh tại nơi này, nhưng độ lớn không lớn, do tác động cũng không lớn. Thứ tư là đới địa chấn ở phía Tây Quảng Đông. Đới đất cận Dương Giang ở phía Tây Quảng Đông là khu vực hoạt động điển hình nhất. Đới địa chấn phân bố gần như theo hướng đông bắc dọc theo hai bên của đất gãy Wuchang Xinsui song song và Quảng Châu Dương Giang lỗi. Thứ năm là vành đai địa chấn Liangpyeong thuộc phần cuối phía tây của vành đai địa chấn ven biển Đông Nam và là khu vực hoạt động địa chấn điển hình. Trong lịch sử từng xảy ra nhiều trận động đất vừa và mạnh, nhưng tính ổn định hiện nay đã tốt hơn nhiều. Vì vậy, nhìn chung, ở Quảng Đông vẫn còn tồn tại khá nhiều vành đai địa chấn, nhưng không có nhiều trận động đất lớn. Động đất nhỏ ở Quảng Đông là hoàn toàn bình thường, không cần lo lắng về động đất, có thể là khu vực đảo Na Nao, là địa điểm điển hình cho các trận động đất lớn.
Sau cùng, đã có hai trận động đất có cường độ 7 độ Richter mới vừa xảy ra. Không ai biết liệu nó có xảy ra nữa hay không, vì cho đến nay vẫn chưa có cách nào để dự đoán động đất. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể thiết lập cơ chế cảnh báo sớm động đất và chú ý hơn đến xu hướng của động đất trong tương lai. Động đất hiện nay dựa trên cơ sở lý thuyết không thể đoán trước được động đất. Đừng tin rằng có người có thể dự đoán được động đất. Nhìn chung, khả năng xảy ra động đất lớn ở Quảng Đông nhưng cực kỳ nhỏ. Ở đây cũng nhấn mạnh rằng khoa học không thể đoán trước được động đất nên chúng ta không biết có xảy ra động đất nữa hay không, cũng không biết các nhà khoa học sẽ có thể làm như vậy trong tương lai. Tìm cách dự đoán động đất ít nhất là ngày nay là không thể dự đoán chính xác. Đó là lý do tại sao thế giới đang liên tục thúc đẩy các cơ chế phòng chống động đất. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.